Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn. Đi ăn chỗ này gọi là Asia Buffet. Mình sẽ quay cho các bạn xem một vòng ở đây. Wow. Các bạn nhìn thấy đông dễ sợ không? Đông nghẹt luôn á. Vậy mình cho các bạn xem ở phía trong nha. Đông thiệt đông luôn. Mà chỗ đầu xe được một cái là chỗ đầu xe thì cũng nhiều các bạn. Tại cái khu này là trong một cái khu shopping center, nó cũng to lắm các bạn. Đây. Đây các bạn, người ta đã mở lâu rồi nhưng mà sau này người ta mới remodel lại, tức là người ta làm đẹp lại. Rồi sau đó người ta mới grand opening, cho nên là nó đông như vậy á các bạn. Đây là địa chỉ nha, cái buffet của họ nha. Bây giờ mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem rồi ăn ở trong này có gì nha. Có tôm hùm đất, crawfish nè. Có ốc nè. Có nghêu. Có sò đẹp nướng nữa nè. Sườn đại hàng nướng nè. Mình thấy rau cải đây tươi là mình thích rồi. Đậu que nè, đậu que xào. Rau kho fish mới đem ra hấp dẫn quá luôn. Wow, nhìn ngon quá đi nè. Cái tôm rang muối nhìn thấy hấp dẫn quá. Bên đây thì có tôm chiên nè, tôm rang muối. Có tôm nướng và cua rang muối luôn. Cua rang muối nhìn hấp dẫn lắm nè. Wow, đồ ăn phải nói là quá trời món luôn các bạn, mà giá thì rẻ. Nên đó là lý do tại sao mà nó đông. Tuy là cái thành phố này nó cách khu châu Á của mình gọi là khu Little Sài Gòn á, cũng gần nửa tiếng lái xe, nhưng mà người ta vẫn chạy lên đây các bạn. Có cơm chiên, mì xào. Ở đây thì mọi người đang xếp hàng để là ăn đồ xào gọi là Mongolia stir fry, tức là mình chọn những cái món ở đây. Đây mình chọn những món ở đây rồi mình đứng xếp hàng cho người ta xào cho mình đó. Mình có thể chọn mì nè, đồ xào với rau củ, trứng, nấm. Đây là những, đây là chỗ đồ ăn lạnh nè các bạn. Có lỗ tai heo nữa nè, cái món này rất là hấp dẫn ha. Cái này có bắp bò, gỏi, kim chi, có nghêu nữa, mà loại này là loại lạnh nha. Đây là hàng đồ ngọt. Nhìn cũng tươi lắm nha các bạn. Chỉ có điều là đồ ngọt thì không có được nhiều thôi.
Ở đây có nguyên cái tủ kem luôn. Mình quay cái quang cảnh ở trong tiệm cho các bạn xem nó đông như thế nào nè. Đây là chỉ một phần, một cái góc nhỏ thôi á các bạn. Rồi tới bên đây và bên giống như là cái này chỉ là một bên thôi. Sức chứa không biết bao nhiêu nữa, trời ơi mà nó đông khủng khiếp luôn các bạn ơi. Mà nếu mà các bạn để ý kỹ là chắc là 90% là châu Á các bạn. Đông nghẹt luôn. Chỉ có 10% là Mễ. Có cả càng cua nữa nè, cua tuyết. Hello các bạn. Hôm nay là đi ăn mừng 50.000 subscribers. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của KT nha. Có kho fish nhìn hấp dẫn không nè. Cua rang muối và cua tuyết. Có nguyên diễn nguyên luôn. Cái này có nước mắm là ăn sẽ hấp dẫn lắm á. Không muốn ăn nhiều hả? Cái này có nước mắm ăn ngon. Mình phải đem theo bao tay để ăn crawfish các bạn. Đồ ăn quá trời luôn. Crawfish thì nó hơi bị khô nha, nè khô, giống như là cái nước sốt. Trong đây hơi ồn, đông quá à. Cũng phải mấy trăm người luôn á. Có cái rất là to. Mày cảm thấy ăn món gì thì mày lấy đi. Đây nguyên con kho fish mà nó uổng cái là nó hơi bị khô. Lại có fish đông đá mà. Mời các bạn nha. Hôm nay mình làm tóc mới nè. Có ớt. Con này thì ngon. Con này thì nhìn tươi hơn chút. Đậu que rất là giòn, còn ngọt, không có bị quá chín, vừa chín tới luôn nè. Cái này giống như ốc hương ha. Nhưng mà không có cái đồ
nó mới còn có đồ lễ, cho nên mình phải làm bằng cái tay, mình kéo nó ra. Wow, cái vị rất là vừa ăn, không có cần chấm gì hết. À, cho vậy ạ. Các bạn chỉ lấy nào, lấy ra. Rất tiếc là không có chim chép nướng các bạn. Chim chép mình thích ăn nướng với lại mayonnaise, như là trứng cá mà không có. Thích ăn kho fish. Có người nữa đi lấy nè. Có người nữa đi lấy. Ở đây mà các bạn muốn ăn kho fish ngon thì nhớ đem nước sốt theo. Tại vì nó hơi lạ. Có mình không cần đem theo các bạn, mình chỉ đem mayonnaise với lại cái bột. Bột kho fish á. Cái muối chanh. Ăn cua. Kênh ăn cua không con? Các bạn vô ăn cua nó mặn lắm, ăn không có được. Tôm nướng mayonnaise. Cái này ngon á bạn. Cái này ngon à, nó béo. Tới cua rang muối. Giòn ngon các bạn, vẫn còn đậu nóng. Cái vị vừa ăn. Ngon theo kiểu buffet nha, chứ không phải là ngon kiểu mà nhà hàng bình thường nha các bạn. Cua này là cua đông đá luôn nha. Đông quá cho nên phục vụ hơi chậm. Hồi nãy giờ không thấy xuất hiện mùi phục vụ luôn á. Thấy chỗ này là occupancy bao nhiêu? Tối đa là 436. Tối đa ở đây là chứa được khoảng 436 người. Các bạn thấy con số khủng khiếp này nè. Cua này là cua đông đá, ăn cũng được. Mới đầu ăn ngoài thấy ngon mà ăn vô trong cái thịt đó, nó không có được tươi lắm. Các bạn mình đi mình phải đeo bao tay, bởi vì mình thích ăn kho fish mà cái này nó cay đó, nó phỏng cái da luôn các bạn. Cho nên là mình mới đeo cái bao tay.
coi cái xuồng này, cái xuồng này mới ra nhìn hấp dẫn lắm nè. Xuồng nướng Đại Hà. Nóng không? Vừa ăn tôm trong đây nữa các bạn. Có hành lá nữa. Châu Á của mình, người Việt của mình rất là thích luôn á. Ốc này. Nãy giờ ăn thấy món gì ngon nhất? Món cua hàng muối. Cua hàng muối ngon nhất. Còn mẹ còn món nào ngon lắm? Cơm với rau. Còn ba, có món gì ba thích nhất không? Với gà, với mắm, mắm xào. Ba thích mì xào với lại cá. Còn chơi là nữ kem. Nãy giờ mình thấy cái món này là được nhất. Tại nó vừa ăn mà nó béo, nó ngon. Cái giá mà 18.99 cho một người quá rẻ luôn các bạn. Rẻ quá trời rẻ. Cái đèn này nó nhìn nó hơi mờ các bạn, cho nên nhìn đồ ăn nó không có được hấp dẫn á. Mình phải đi cao nha nè, để các bạn thấy nhìn nó hấp dẫn á. Mà không cua mà chấm muối chiên chấm. Cái này ngon à, nó béo, ngọt mà nó ngon, ngọt ngọt. Xong là muối. Xong là muối mặn thiệt. Nhưng mà cái tôm nó tươi, bốc khói luôn. Hôm nay đi quay gặp fan các bạn, gặp em Trung Lê. Nó mới nhận ra mình. Không ngon à, mà nó đỡ mặn. Có mấy cái bắp hơi mình đi ăn, cái cua không biết người ta ngâm muối thì sao mà nó mặn không ăn được luôn. Nhớ chỗ này nhiều đồ ăn lắm. Một kỳ trước có tổng cộng bao nhiêu người mà quên rồi bạn nhớ. Mẹ mình nói ngày trước có tổng cộng luôn các bạn, phải không? Cuối tuần á, cái đó đền lóc nha. Hả? Đền lóc bắp hơi á mới có đây nè, hồi đó có. Lấy cái giếng của họ, họ cần.
càng cua này mà lớn càng cua lớn. Mấy cái bà là mấy cái bà mà này cua này không có được tươi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó bị nó teo chút xíu rồi giống như nó bị chết hả? Lúc mà nó teo quá trời. Anh nhờ rồi con. Dĩa là anh cho nó quen rồi mới lấy. Ngon không? Ngon ngay luôn. Nó thật chưa? Ngon ngay luôn. Chan thơm ha. Cái này là cái mè viên nè, ở trong đây nó có đậu đỏ nè các bạn, ngon lắm. Mới đây nào mình cũng thấy có bạn có cái này hả? Đại ca âm thầm làm hết nguyên cái dĩa cua luôn á. Cái dĩa cua tuyết. Thì đây là cái tiền cho buổi tối gia đình mình ăn nè các bạn, 4 người á là 75 đồng 96, trẻ em thì 12 đồng 20, Sprite nước ngọt là 1 đồng 99, là tổng cộng 97 đồng 14 sen nè. Quá trời món luôn mà 97 đồng 14 sen cũng rẻ ha. Thì các bạn ơi, đồ ăn ở đây mình thấy ăn cũng được, không phải là ngon xuất sắc nha các bạn, nhưng mà giống như là có nhiều món ăn, nhiều sự lựa chọn mà giá mình thấy cũng được, cho nên là mình thấy ăn cũng được nha các bạn. Nếu có dịp tới Cali thì ghé đây ăn, nhưng mà tùy khẩu vị của mỗi người nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình rất là vui, hôm nay mình rất là vui vì kênh đạt lên được tới 50.000 subscriber. Vui quá các bạn ơi, cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Thank you for watching. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của KT, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.